Những người đàn ông sợ phụ nữ như vậy thì có lẽ là không nhiều. À, còn đa số đàn ông thì ai cũng thích phụ nữ và đặc biệt là những người phụ nữ đẹp. Vậy thế mà phụ nữ người nào cũng mong muốn là mình luôn luôn xinh đẹp dù là ngoài đời thực hay là chỉ đơn giản là trên các tấm ảnh. Đây là một sự thật khó có thể chối cãi bởi vì là không chỉ đối với những người phụ nữ bình thường mà thậm chí là ngay cả một nữ tội phạm thì cũng muốn mình phải là một cô gái thật xinh đẹp dù là trên tấm ảnh truy nã. Và mới đây thì một nữ tội phạm của Australia đã khiến cho cộng đồng mạng bị sốc khi mà đề nghị cảnh sát phải dùng một tấm hình truy nã đẹp hơn. Nữ phạm nhân 18 tuổi Ami Sharp trốn khỏi nơi tạm giam ở thành phố Sydney, Australia ngày 19 tháng 8. Ngay sau đó, cảnh sát đã phát đi thông báo truy nã kèm theo hai bức ảnh nhận dạng của Sharp. Tuy nhiên, mọi chuyện có lẽ cũng không có gì đáng nói nếu như nữ phạm nhân này không bình luận về bức ảnh cảnh sát sử dụng để truy nã cô trên trang Facebook của trang tin tức Seven News của Australia. Sếp tỏ ra rất thơ, không hài lòng về bức ảnh kém xinh đó, đồng thời thì đăng tải lại một bức ảnh khác với đề nghị xin hãy sử dụng nó cùng lời cảm ơn. Hiện bình luận gây sốc của nữ phạm nhân trốn trại đã nhận được 47.000 lượt thích và rất nhiều bình luận kèm theo. Sau khi gây chấn động trên cộng đồng mạng, Sáp đã bị bắt lại tại một nơi cách không xa nơi tạm giữ ban đầu. Trước đó, Sáp đã bị cảnh sát bắt giam vì liên quan đến hành vi trộm cắp vâng đúng là vẻ đẹp bên ngoài hay là việc duy trì vẻ đẹp thậm chí còn trở thành một nỗi ám ảnh đối với đại đa số phụ nữ trên thế giới trong đó tiêu biểu nhất thì phải kể đến là phụ nữ Hàn Quốc và phụ nữ Venezuela ừ. à, từ tận trong tiềm thức thì người Hàn Quốc luôn bị ám ảnh bởi việc là phải làm sao để duy trì hình ảnh cá nhân một cách trình chu đẹp đẽ nhất có thể từ ăn mặc lộng lẫy trưng diện các phụ kiện trang sức tinh tế cho đến lái xe hơi sang trọng và cả việc sống trong những khu dân cư cao cấp nữa và ở xứ sở kim chi này thì vẻ đẹp bên ngoài còn trở thành một tiêu chí quan trọng để đánh giá vị trí của một người phụ nữ trong xã hội. Vì thế cũng là chuyện dễ hiểu khi mà có tới đến 20% người Hàn Quốc đã từng lên bàn phẫu thuật thẩm mỹ. Vâng, không riêng gì ở Hàn Quốc mà phẫu thuật thẩm mỹ giống như là một công cụ giúp cho người dân ở Venezuela đổi đời. Bởi vì với họ thì sinh ra với một vẻ ngoài xấu xí là một điều bất hạnh nhất. Tại Venezuela, trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ không trừ bất cứ độ tuổi nào. Nhiều bé gái chỉ khoảng là 11 cho đến 12 tuổi thì đã bắt đầu phẫu thuật thẩm mỹ như là nâng mông và sửa mũi dưới sự đồng ý và giám sát của chính cha mẹ các bé. Đáng lo ngại hơn là độ tuổi bắt đầu giao kéo của các cô bé thì ngày càng giảm. Công cuộc đại tu cơ thể từ quá sớm này được coi là công đoạn mài ngọc thô để cho ra đời những cô gái có vẻ đẹp hoàn hảo, nhất là khi Venezuela được xem là đất nước cuồng hoa hậu vâng thưa quý vị vừa rồi là phần điểm tin tức từ sáng đến tối của chúng tôi ngay bây giờ xin mời quý vị cùng nghỉ giải lao trong giây lát và đừng chuyển kênh vì chúng tôi sẽ trở lại ngay